ngày 16 tháng 9 năm 2015. Chúng ta đang ở tại Thiền viện Minh Đăng Quang thuộc tiểu bang Philadelphia, Hoa Kỳ, trong một cái dịp sinh hoạt Phật Pháp liên tục trong 3 ngày, tức là ngày 14, 15 và 16 ở tại tiểu bang này. Và tối hôm nay, quý vị một lần nữa đến đây để thăm và cùng sinh hoạt Phật Pháp. Và lời đầu tiên, Pháp Hòa xin kính thăm sức khỏe quý vị, mong quý vị có một buổi chiều an lành. Quý vị hôm nay có khỏe không? Thưa đại chúng, cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và ở đây có rất nhiều bạn trẻ đang ngồi đây do cha mẹ đi theo, cha mẹ. Vì vậy, và trong mấy ngày qua, các em cũng đi theo những buổi sinh hoạt và các em đã dự những cái buổi lễ quy y. Nhưng mà có một số các em đã quy y nhưng mà chưa hiểu quy y như thế nào và tu tập như thế nào, thì các em có ghi giấy lên để nhờ Pháp Hòa nói cho các em hiểu ý nghĩa quy y Tam Bảo bằng tiếng Anh. Vậy thì xin Pháp quý vị cho Pháp Hòa vài phút để Pháp Hòa chia sẻ với quý em. A Di Đà Phật. Good evening, my dear friends. This is my last talk. At this time, when I have 3 days in this state, to share my practice with all the Buddhist members in these cities and the vicinity. Today, before I answer some of the questions in Vietnamese, I would like to share with you the brief introduction about the special ceremony that you used to see, you used to witness many members have done this, and also your parents may bring you to the temple for this ceremony. As you know that in all the practice, we have a ceremony to inform our vow. For example, if you finish, you graduate from your degree as a doctor, you also have the ceremony to make your solemn vow to help the patients. If you are the citizen, the American citizen, there is also a ceremony for you to make the solemn vow a good citizen. If you want to get married, you must have a marriage ceremony for the bride and the groom to make the solemn vow to become husband and wife. So why the ceremony so important in that way? Because the ceremony to inform us as exactly who we are. Because each of us, we have a role to play. Then as a Buddhist practice, we also have a ceremony to inform you as a Buddhist practitioner. I would like to remind, when we come to this ceremony in Vietnamese, they used to call Quy Y. Quy means you come back. Y means you take refuge. We have a home to come back. We have parents, family to take refuge. Then as a Buddhist practice, we have the temple to come back. We have the triple gems for us to taking refuge in. When you bow the Buddha, you bow 3 times. One bow for Buddha, one bow for Dharma, and one bow for Sangha. Buddha, Dharma, Sangha, we call the triple gems. Buddha is our teacher who give us the path, the way, the practice. Dharma means the way, the teachings. In this life, there are so many ways. But if you take the wrong way, you will arrive to the wrong destination. If you take the right way, you will arrive at the right destination.
So therefore, you must carefully take the right way in order to follow. This ceremony is not to make you become the member of a religion, but this ceremony to make you become the member of the practice. If you want to make yourself become better, you must know how to train yourself and learn the way how to make yourself become better. We're still eating, we're still drinking, we're still thinking, we're still talking, we're still action. But maybe if we do not have the right way, the way we speak may hurt the others. The way we react may hurt the others. So when you come here to take in refuge in this way, you take in the teachings of the Buddha and apply the teachings of the Buddha deeply into your daily life in order to make your daily routine more meaningful, more mindful. We do not come to the temple just to pray, to have a vegetarian meal, and then we go home. But we, beside that, we come here to bow the Buddha, to do the prayers, but more than that, you learn things from your prayers and make your prayers become reality in your daily life. If you come to the new job, you always have few days to train yourself. If you want to drive, you must go to the driving school. Take few lessons to drive. Since you achieve your driver license, you still put the sign "new driver" behind your car. So if people get mad about your driving, they see your signs, they will understand you. They can forgive you easier. So that means in our practice, we must go for training. We must take time in order to get used to things. Same thing. If we have a negative habit, we come to the practice in order to transform our negative habits. This is the intent. So the ceremony for you to become the Buddhist practitioner, that means you make your wish, you make your good intent to become the reality. I have the intent to change myself, but I want to know how. I have the intent to make myself better, but learn how. So the Dharma, the teachings of the Buddha, able to give you how to do it. So this is a very practical, this is very reality. It's nothing blind faith. Because the ceremony will become the energy to push you, move forward on the path of the good, of the beauty, and of the truth. When we go out, we like to make ourselves look nice. We comb our hair, we do some makeup, we dress beautifully. Why? We want to look good. Look good is not enough, but behave good is the main point. So if we know how to behave good, combined with our good looking, that's called perfect. That's called completely beauty, truth, and good. If we only taking good care for the outfit, the outlook, but we forgot to taking care of the inside, people may talk to us, but they don't like us. You may have a friend, but you may not have a good friend. So you are the mirror to reflect the others, and the others can become the mirror to reflect yourself. We do not come to Buddhism as a member of a religion, but Buddhism is the way of life. We all live, but we must learn how to live. After we learn how to live, we live longer. The longer we live, the more we learn. The more we learn, the more we live better. The more we live better, the more we are making friends.
If not, we're only making enemies. And this is something we never want. We don't want anyone to hate us. We want people to love us. Then we have to have the art how to make people love us. Buddhism can offer you the art to make people love you. Buddhism can offer you the art to love others. The art to love others, the more you love, the more you feel pleasure, they feel pleased, they feel happy with your love. Not to make people feel uncomfortable, feel suffer with your love. Do not turn yourself or do not turn your loved one become a bird in a cage. And you put the sign on that cage because of love. And that person will say, yes, I will die because of this love. So the teachings of the Buddha is the art of living, the art of mindfulness. We still eat, we still drink, we still act, we still talk. But how to talk? How to make people feel comfortable with our speaking, with our talking? You're still making things for others, but how to make with your love, with your happiness? So the more you come to the practice, the more you see the benefit of it. So if you only stand outside and you look and you guess, that is not true enough. The truth is, you stand outside, you already see the outside. Take a few more minutes, step inside, you can see things inside. Don't just stand in front of the temple, see people act weird, and you call Buddhism is weird. Weird because we don't see things reality and truthfully. I practice Buddhism since I am 7. And now I am 42. And I still feel that. I still need a lot of time to learn to practice. So many things that I still need to learn. Because the more I move on, the more I can see how deep, how vast, how high of the teachings of the Buddha. So when you are bowing, taking refuge in the Buddha, it means I am taking refuge in the enlightened one, the teacher. And also I inform I am the teacher of myself. I am the Buddha also. I am taking refuge in the Dharma. It means the way of understanding and love. Have you ever feel you have no space because of your mother's love? You will say, Mom, that's over love. Over care. If you know that, then you must learn how to love and how to care. You don't want to repeat the same. Because that's how Vietnamese express their love to their kids extremely, extremely. I know that because my mom loved me that way too. So we don't want anything to be extremely, then we learn the art how to balance things. So once you know how to balance yourself, you open your heart, you are easier to understand the others. When you're able to understand others easily, you can forgive them, embrace them, and love them easily. This is Buddhism. We don't refuse anyone, but we try to open our heart to understand the others in order to love them, in order to embrace them, in order to accept them. So what is the key here? Accepting, embracing, and transformation. I just want to introduce you. What is the purpose of Buddhist practice? Open your heart. Open your mind. Do not refuse anything, but you learn how to open your mind, your heart, to embrace things, to accept things, and to make things
better. If somebody give you the book, which is, you know, very messy, what do you do? You try to fix, you try to make this book look nicer. So this is the intent of living. When you're still very young, you don't know how to make yourself look beauty. But the more you grow up, the more you learn how to make up and make yourself look beautiful. Same thing. When we want to learn how to make ourselves look nice, look beauty, then learn how to make our behave more better. So you balance yourself. Outlook and inner side. So when you bow the Buddha, you bow deeply down with your open hands. It symbolizes, I humbly put myself down in order to open my hands, my heart, to learn new things every day. Only new things can make you look newer. Make yourself become good, better, best. Happy, happier, happiest. And this is the art of Buddhist practice. I hope that with my brief sharing, you're able to find the key to open the door for you in this practice. I also have a few talks in YouTube. So you can press Thầy Pháp Hòa English. And there will be more talks in English to offer for you. And my only wish that what I practiced, I humbly share with you. And I hope that I can make you understand something about my practice. What I benefit from this practice, I humbly share with you. And if you're able to benefit something from it, you make people around you happy, you already satisfy my wish. We ourselves happy, make people around us happy. And each of us, if we have the intent of that goodness, we already put our hand into the art of living, into the investment of making the world peace. So wishing the world to have peace is nothing wrong. But we need to do something in order to make this world become real peace. But at least the world around us, the world that close to us, we cannot make far, but at least we can make something close to us. You cannot make many people around you happy, but at least you make your family happy. Your friends, your brothers, your sister, your parents, your ancestors. Thank you for your listening. I hope that you have received some of my soul lessons. Kính thưa đại chúng, tối hôm nay thay vì Pháp Hòa chọn một đề tài, thì Pháp Hòa có thông báo là nhờ đại chúng có thể đi lên một vài câu hỏi để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Và tôi nói một vài câu hỏi, chứ ở đây tới đây một vài chục câu hỏi. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ không đủ thời gian để trả lời hết. Thì Pháp Hòa sẽ tuần tự trả lời được bao nhiêu thì mình hay bấy nhiêu. Còn những câu nào mà Pháp Hòa còn thiếu lại thì mong đại chúng hoan hỷ cho. Bởi vì cuộc đời thì lúc nào cũng vậy. Chúng ta hết giờ mà không bao giờ hết việc. Chúng ta hết tuổi thọ mà không bao giờ hết sự khổ của đời. Hiểu được như vậy thì chắc mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Quý vị nào mà muốn biết những cái bài giảng bằng tiếng Anh, quý vị có thể vô trong YouTube rồi quý vị bấm Thầy Pháp Hòa English thì nó sẽ ra một số các bài pháp bằng tiếng Anh. Và ở bên đó mỗi thứ sáu, nếu Pháp Hòa không đi Phật sự thì Pháp Hòa sẽ giảng cho những người Phật tử ngoại quốc ở bên đó. Thì thường các buổi nói chuyện đều được thâu lại
và chia sẻ ở trên YouTube. Người Việt Nam thường gọi là YouTube. Thưa đại chúng, đây là câu hỏi. Có một hôm con xem báo Đại Từ Bi có một câu nói: thiện tâm ở tại lòng ta, chữ tâm kia mến bằng ba chữ tài. Con không hiểu tại sao chữ tâm lại lớn đến thế bằng ba chữ tài. Cái này là chúng, nếu mình hiểu đơn giản, chữ tâm ở đây là lòng, còn tài ở đây là tài năng. Mà cái lòng đó, nó mới mênh mông, còn cái tài thì nó hữu hạn. Nếu mình hiểu theo đơn giản, dù ai có tài đến cỡ nào cũng không bao giờ có tài hết được, bởi vì nó là cái hữu hạn. Còn cái lòng thì nó làm sao? Nó vô cùng. Bởi sao nó vô cùng? Bởi chính nó không có tướng. Cái gì không có tướng nó mới mênh mông, còn cái gì có tướng thì nó làm sao? Nó hữu hạn. Thí dụ như ta thường nói, ồ cái người đó tài lắm, cái gì cũng biết. Nói vậy thôi cho vui vậy chứ làm sao cái gì cũng biết. Hay là quý vị nói, ồ tôi biết hết á, nhưng mà đụng mình cái hết biết. Vậy thì cái hết biết nó nghĩa là hết biết chứ gì đó. Đó là mình nói về chữ. Bởi vì tâm là lòng, mà lòng thì nó bao trùm cả tam thiên đại thiên. Mình mới nói đó. Thôi quý vị nhận tấm lòng nha, chứ còn của là không bao nhiêu, có phải không? Bởi vì cái của là cái hữu tướng, cái của là cái có tướng, mà có tướng là có giá. Cho dù nó ngàn triệu nó vẫn có giá. Nhưng mà cái lòng là cái mênh mông không tiền mua được, cho nên chính nó mới vô giá. Vậy thì cái lòng nó bằng ba cái của. Đó là mình nói theo chữ đây. Nó sâu hơn nữa, lòng ở đây là cái đức. Bởi vì con người có hai phần, một là tài, hai là đức. Nhưng mà nếu con người chỉ có tài mà không đức, nguy hiểm lắm. Bởi vì họ sẽ dùng cái tài đó mà không có quán chiếu, không có tư duy, thì cái tài đó có thể hại người. Còn nếu cái tài mà đi theo với cái đức, thì trước khi ứng dụng cái tài, người đó lấy cái hạnh soi sáng, có nên làm không, có nên nói không, để không có dụng cái tài mình sai chỗ. Mà chính không dụng sai chỗ thì cái đức nó sai. Cho nên chúng ta thường nói cái đức nó lớn hơn cái tài. Vì sao? Vì tài mà không đức nó liền thành tai. Câu này trong truyện Kiều á, phải không? Hai cái câu mà quý vị nào trích ra hỏi đây là trong truyện Kiều. Nhưng mà trong truyện Kiều cụ Nguyễn Du còn nói một câu nữa: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Cho nên có tài nhưng mình không cậy cái tài của mình. Tại vì nếu mình cậy cái tài thì mình sẽ bị người ta ghét. Mà bị người ta ghét tức là tai nạn thôi. Mình bị, mình có tài mà mình thường làm sao người ta thương được mình, đó là người có đức. Mà thưa đại chúng, người Việt mình thường nói có đức mặc sức mà ăn, chứ đâu có ai nói có tài mà có đức, có mặc sức mà ăn đâu. Thành thử có cái đức nó mới lớn. Mà cái đức này nó hơn ba cái tài. Số ba này là nói một con số tượng trưng, chứ còn mình có trăm tài, ngàn tài mà thiếu cái đức thì tài mình cũng không có dụng. Cho nên chữ tâm ở đây nó còn có nghĩa là bởi vì tâm nghĩa là lòng, lòng thì đối với của, còn đức thì đối với tài, cho nên kêu tài đức. Người mà tài đức gọi là tài đức vẹn toàn. Cho nên trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là tượng trưng cho tài hay là trí. Mà trí mà không tu, trí này sẽ hại người. Trí này không tu thì sẽ quậy cõi trời, quậy cõi Long Cung, quậy cõi địa ngục, đúng không? Mà rốt cuộc ai trị được Tôn Ngộ Không? Quán Âm.
Quang Âm mới đưa cho Ngài Huyền Trang cái nón đó. Rồi Huyền ông Ngộ Không ông thấy cái nón lạ lạ, ông chồng lên cái đầu. Tới hồi ngày ngày Huyền Trang niệm niệm thần chú, ông nhức đầu ông lột cái nón ông dùng, mà cái nón thì lột được mà cái vòng kim cô đó lột không ra, lấy cây đại không được. Cái vòng đó là gì? Đó là giới. Cái vòng đó là cái giới đức. Chỉ có cái đức, chỉ có cái giới mới điều phục được một người. Cho nên giới hay đức phải đi với ở nơi con người trí để trị cái trí đó. Mà nói cách khác, thông minh mà không có đức, không có hạnh thì thông minh này nguy hiểm. Hồi xưa ông Tô Đông Pha bên Trung Hoa, ông cũng nghĩ cái tài ông vậy, mà cuối cùng ông thua Ngài Phật Ấn mấy phen. Phen nào đấu với Ngài Phật Ấn, Ngài ông cũng thua, thua nhẹ nhàng. Có một hôm ông gặp Ngài Phật Ấn, ông nói: Hòa Thượng, tôi tới sao Hòa Thượng không bằng ông? Thì Hòa Thượng nói: dạ mời Tể Tướng ngồi. Ông nói: không, tôi không thích ngồi ghế. Tôi muốn mượn cái thân tứ đại ngũ uẩn của Hòa Thượng để tôi ngồi. Tức là muốn ngồi lên người của Hòa Thượng Phật Ấn á. Mình nói là cao cơ vậy đó. Nhưng mà Ngài Phật Ấn nói: bần tăng, tứ đại vốn không, ngũ ấm vô ngã, thế thì Tể Tướng ngồi đâu? Cuối cùng ông mới về là một câu thơ: thông minh tổng thị, thông minh ngộ. Cái chữ ngộ này á là khùng đó. Thông minh, ông tự xưng ông là thông minh. Thông minh tổng thị, thông minh ngộ, tức là người thông minh rốt cuộc thông minh bài mình lại là cái người khờ, người già. Thông minh tổng thị, thông minh ngộ. Bác học, ông xưng ông là bác học. Bác học rốt cuộc bác học minh. Ổng xưng ổng là bác học, tức là cái người học rộng, nhưng mà cuối cùng lại là cái người u minh. Chữ minh thứ hai này không phải là thông minh, mà là minh minh, là mờ mờ, mịt mịt. Giống như mình kêu u minh vậy đó. U minh là cõi đen tối. Như vậy thì ở đây nếu nói về tướng thì lòng đối với của, đối với tướng. Còn nếu nói tài thì tài đối với đức. Thế thì chúng ta phải nhận ra rằng tài không bằng đức, đức mới nhiều. Phong Hòa ví dụ, quý vị Phật tử đi chùa, quý vị thương kính một vị thầy là do thầy đó tài hay do thầy đó tu? Mình kiếm ông thầy tu, không kiếm mà đâu kiếm thầy tài, phải không? Vậy thì chữ tâm kêu nói bằng ba chữ tài. Còn nếu ai có tài mà cứ cậy cái tài thì đừng quên chữ tài liền với chữ tai một vật. Người xưa có một câu thơ như thế này: chữ tâm độc tự vậy mà hay, thành tại do tâm cũng chữ này. Tức là cái người chữ tâm độc tự vậy mà hay, thành bại nên hư cũng chữ này. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Trẻ chưa có, ráng trao dồi cho nó có. Người già sống mấy chục năm có rồi, ráng giữ đừng để mất. Trẻ ráng trao dồi, già ráng giữ. Đọa xa thành Phật cũng do đây. Chữ tâm thôi. Thưa Thầy, khi mình làm driver license hoặc người bệnh trước khi lâm chung thường có ý muốn xin hiến bộ phận, tiếng Mỹ gọi là organ donation, nhưng có ý kiến là khi vừa mất thì thân trung ấm không điều chỉnh kịp vì thân thể không toàn vẹn nên sẽ khởi tâm sân và hết sức hoang mang. Xin Thầy hoan hỷ giải thích Phật tử mình nên quán chiếu như thế nào.
cái câu hỏi là mình đem ký giấy cho bệnh viện cống hiến bộ đồ lòng để phá lấu biết làm gì đó. Nhưng mà bây giờ cũng có một thuyết khác là nếu như mà mình đem cúng vậy đó, rồi thân thể mình bị dao động, mình đọa lạc. Tại vì có nhiều thuyết nói rằng chết phải để 8 tiếng niệm Phật cho lâu, nếu thân mềm mới kêu vãng sanh. Có nhiều người nghĩ vậy đó, thì cái câu hỏi là nó là hai cái thuyết này nó làm sao đấy? Thưa đại chúng, mình đã ký giấy cho, nghĩa là mình muốn. Mà muốn tức là mình muốn nó được như vậy. Mà nếu như mình mất đi mà cái bộ phận đồ lòng của mình mà người ta sử dụng được thì mình vui hay mình buồn? Đã vui thì tại sao sân? Mà đã cho được có nghĩa là mình đã tạo phước cuối cùng của đời mình rồi thì làm gì có đọa lạc? Nếu cái gì mà đã làm nguyện thì mình phải vui chứ. Chứ đâu phải tự động mình đang nằm cái người ta nói ê coi coi còn tốt không, mổ bán cho chứ. Thì có thể mình sân người ta không muốn cho. Còn cái này mình muốn cho, mà đã muốn cho mà ta sử dụng được mừng chứ. Tại sao lại buồn mà sân? Sợ á, ký cho cả đống mà sử dụng không bao nhiêu á. Bị gì quá chết quá nhiều xài gì được nữa. Sợ là sợ cái đó. Uống thuốc quá chất cho nhiều vô, chích đủ thứ kiểu vô, rồi tới hồi lúc vô lò 8-9 tiếng gì đó, ra một đống xương màu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu cam, màu tím, màu gì đó, cứ kêu xá lợi. Cái đó là xá lị. Một năm sau nó đem thùi cho mà coi. Bởi vì khi cơ thể mình bệnh, mình từ hồi nào tới bây giờ mình uống bao nhiêu thứ hết quá chất vô trong nấm trong xương của mình. Rồi khi mà đi vô một độ lửa cực mạnh, những xương đó nó biến thể, nó thành những cái màu. Thế thôi chứ không có xá lợi gì hết á. Mình không khéo á, là mình đem Phật giáo, người ta nhìn đạo Phật mình như vậy đấy, tu cho vụt xương để rồi cuối cùng kiếm đống xương. Đâu phải vậy. Mình tu đúng, quả sẽ đúng. Mà đã là tu thì không cần phải đặt cái vấn đề là tu như tu để được cái này cái kia. Mình hay nói bố thí ba la mật, cho là không cần người ta phải nhớ. Mà tại sao tu gửi Phật phải nhớ mình để mai mốt con chết Phật cho con mớ xương, mớ xương màu trật ngon? Không phải vậy đâu. Nếu như mà cái ước nguyện mình á, nếu mà lỡ mai không thành, địa ơi lan cắn tóc quên đời vì anh. Lỡ mai không thành á, mới làm gì đó, còn nếu mình thành thì phải vui chứ. Mình nguyện mà. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà tiền thân của Phật không? Có một kiếp Phật làm con chim oanh vũ. Cha mẹ con chim oanh vũ là hai con chim, mẹ và cha bị mù. Con chim oanh vũ mỗi ngày phải đi kiếm lúa gạo về nuôi cha mẹ mù. Một hôm có một ông trưởng giả, ông phát nguyện: lúa tôi trồng ra đây, nếu chúng sanh nào cần cứ đến lấy. Con chim oanh vũ nó xà vô, nó lấy, ổng lấy lưới, ổng bắt nó lại. Ông nói tại sao ăn cắp lúa của ta? Con oanh vũ nó nói tôi đâu có ăn cắp, ông nguyện mà. Ông nguyện là lúa ông trồng được chúng sanh nào cần thì tôi xin, thì tôi cũng là một chúng sanh. Giờ ông nguyện, ông cúng mà tôi xài cho tôi là lấy lúa tôi về tôi nuôi cha mẹ mù mà sao ông bắt? À, ông trưởng giả ông nghe như vậy, ông nói trời đất ơi, chim muôn mà nó còn như vậy là huống chi con người. Đức Phật kể xong câu chuyện đó, Đức Phật nói con chim oanh vũ đời trước đó là ta, còn hai con chim mẹ và ba mù đó là Tịnh Phạn Vương và Hoàng hậu Ma Nha của đời này. Ông trưởng giả mà trồng lúa đó là ngài Xá Lợi Phất bây giờ đó,
Cái câu chuyện đó là câu chuyện tiền thân Đức Phật kể lại thôi để nói lên cái nguyện của một người. Mình nghĩ rằng mình nguyện chứ là phải ai đó, con người nào đó mới gọi là chúng sanh. Y chang mình bây giờ phải không? Tôi nguyện đi làm công quả, vô chùa mới có chén để rửa, gọi là rửa cho bá gia, bá tánh, có phước. Về rửa cho con có mấy cái mà la từ sáng tới tối. Giống mình không? Trễ chùa mới có Bồ Tát Phật cho mình hầu thôi, còn ở nhà là yêu tinh quỷ quái không? Cho nên mình gà động động cái mày là quỷ. Mày lên đây mày báo tao. Mà mình quên lên mình thiếu mình xâm ra quỷ, biết mình làm gì vậy nha. Đùa đúng quý vị chút cho vui thôi. Nhưng mà ở đây cũng nói khi mà cái nguyện của mình phát ra thành nguyện thì không có gì phải buồn khổ cả. Giống như ngày hôm qua Phật tử gặp hôm qua, trời ơi tội thầy quá, nói từ sáng tới tối. Nhưng mà trước khi qua đây hợp đồng đã ký rồi. Hợp đồng ký là ngày thứ ba nói ba buổi. Bây giờ có mệt cũng phải đáng lấy, ở ra đi. Tại vì hoa sức lấy rồi. Quý vị hiểu mà nói không? Tại vì cái gì mà làm nguyện thì không có khổ. Cho nên mình không nguyện cái việc gì nó đến thì mình nói trời ơi nghiệp. Nhưng mà khi mà làm nguyện thì chuyển nghiệp thành nguyện. Không có gì phải khổ hết. Người ta chưa hiểu đạo thì ta thấy nghiệp là nghiệp. Mình rõ đạo rồi thì nghiệp là nguyện. Mình không làm sẽ có người khác vô đây chịu nè. Thôi mình làm thì để người khác ta xứng. Quý hiểu ý chỗ này ha. Chứ không có đừng có lo. Lỡ mà nằm ngay ra đó mà người ta vô ta nói ô tim còn tốt quá, lấy tim ra xài, bắt tay mũi miệng gì người ta dùng được, hạnh phúc vô cùng. Khi trước khi tôi bỏ cái thân giả hợp này mà tôi còn làm một chút phước để cho người sau ta sử dụng thì thôi, cái thân này xài đúng quá rồi chứ gì nữa. Một giọt tôi không bỏ, chỉ sợ nằm tôi hỏi lấy ông rồi hai năm qua. Cái này nó nguyên, yên tâm, không có đòi làm gì. Tạo phước thì được phước, cái mắt gì đó là. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải thích cho con, mỗi lần con đi chùa thì con có nấu xôi chè hay bánh ngọt? Này Phật tử này có thuộc cái bài hát này. Hôm nay em đi chùa hôm nay có chuối. Hôm nay em đi chùa hôm nay có chè. Chùa cũng chè cũng xôi mà không cẩn thận là nguy hiểm nha. Thầy chùa nó mắt tụng kinh chú, em vô bưng ngồi chui. Thầy chùa nó mắt tụng kinh chú, em vô khiêng ngồi chè. Con nấu chè xôi, con từng tự đặt dĩa cúng dường lên bàn Phật Thích Ca từ trong chánh điện dài đến Quan Âm lộ tiên. Rồi bàn tổ bàn con làm như vậy có đúng không? Sao không đúng? No nê từ trong ra ngoài để làm gì? Chỉ sợ cúng thiếu thôi mới không đúng. Con đã rửa tội và đi nhà thờ được 31 năm. Nhưng bao năm qua khi van vái chuyện gì con đều khấn Phật A Di Đà và Quán Âm Bồ Tát. Cái này hơi lỗ à. Phụng sự nhà thờ mà bác ông Phật lo là hơi lỗ à. Như vậy con có thể quy y được không? Và nếu có, con có phải lập bàn thờ Phật trong nhà? Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có nói với mấy em nhỏ đó, khi chúng ta quy y không có nghĩa là chúng ta trở thành một tín đồ của một đạo giáo. Quy y là để chúng ta trở thành một hành giả tu để chuyển hóa khổ đau cho mình. Còn cái chữ tôn giáo nó không làm gì cho mình hết khổ hết. Đạo Phật không phải là một tôn giáo
như chúng ta thường nghĩ, mà đạo Phật là một phương pháp để chuyển hóa con người từ khổ đến vui, từ thấp đến cao, từ phàm đến thánh. Thế thì khi mình quy y là mình học phương pháp để giúp cho mình chuyển hóa, chứ không phải trở thành một mentor. Quý vị cứ quy y, dù quý vị có gốc chứa gốc gì đó cũng được, nhưng mà thêm một gốc nữa thì nó mạnh chứ có sao. Ví dụ bây giờ mình trồng một cái cây kiểng mà mình biết đi tìm những cái phân bón tươi tốt để làm cho cái cây kiểng nó tốt hơn thì là tốt thôi. Mình có gốc chúa, cứ giữ cái gốc chúa đó của mình, nhưng mà những gì Phật dạy mà có tính cách giúp cho mình chuyển hóa khổ đau trong đời sống hàng ngày, mình cứ học phương pháp chuyển hóa chứ có sao đâu. Cũng giống như là bây giờ là mình đi trị thuốc tây, nhưng mà nếu như tranh cứu mà gì mà giác gió mà giúp được cho mình thì mình cũng tranh cứu giác gió như thế. Vậy thì đạo Phật cống hiến cho mình một phương pháp để giúp cho mình giải khổ. Còn cái chuyện quý vị gốc gì cứ giữ gốc đó, không cần lập bàn thờ. Bởi vì thờ Phật có hai chỗ, thờ ở ngoài và thờ ở trong. Cho nên nhà Phật chúng ta mới có cái lễ an vị Phật. An là gì? Là an ổn. Phật là gì? Vị là gì? Là vị trí. An vị có nghĩa là mình xin thỉnh tôn tượng của Phật ngồi yên vào cái vị trí trong nhà của con. Và đồng thời ngay lúc đó cũng nói lên rằng con xin an vị một Đức Phật ở trong con. An vị Phật đó ở trong này. Chữ an là an ổn. Phật mà ngồi không yên với mình đó, mình an vị xong rồi mai mốt mình nghe tới tại sao thờ Phật ngồi. Thờ Phật ngồi tới chân khổ lắm biết không. Thờ Phật đứng cái mình thỉnh Phật ngồi xuống mình lên Phật đứng. Rồi mai mốt ta đi về nhà mình ta nói tại sao thờ Phật đứng hoài mỗi chân. Thờ Phật ngồi nhàn nhã cái bưng Phật ngồi vô ngồi lại. Ở chùa hay bị cái vụ này, ta cứ bưng Phật đứng Phật ngồi lên người ta cúng lại hoài. Cuối cùng ta nói thầy ơi giờ con tuổi con thờ Phật gì luôn thầy. Thờ đứng hay thờ ngồi, có bạn nói thờ nằm. Mình không an vị Phật ở trong lòng cho nên bị mấy cái người bên ngoài ta lôi Phật mình đi từng lưng hết. Cho nên mình phải an vị Phật ở trong lòng mình. Và cái chữ an vị Phật theo nghĩa thông thường là mình ở nhà mình góc nào chỗ nào tốt nhất, sáng sủa nhất, thỉnh Phật an vô đó. Nhưng cũng có nghĩa là mình an một Đức Phật ở trong lòng. Còn cái việc mà quý vị muốn khấn ai đó thì khấn, Phật nào quẩn thì ta lo. Con nghe nói niệm Phật nhất tâm hay nhất tâm niệm Phật, vậy nhất tâm có nghĩa gì? Quý vị muốn biết cái này thì mai mốt đón một cái bài giảng có bà mới giảng ở Denver. Ý nghĩa nhất tâm. Nhất tâm có sáu nghĩa. Nhất tâm đọc tụng, nhất tâm quán chiếu, nhất tâm lễ Phật. Nhất tâm thì bây giờ nhất tâm là gì? Một tâm thôi. Cũng giống như hai người mà thương nhau, ta nói anh xin một lòng yêu em nữa. Tại nó nói tiếng Việt một lòng, còn nói ra tiếng Hán là nhất tâm. Cho nên một lòng mỏi mệt không nàng, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoan. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy thì muốn làm cái gì cũng chỉ nhất tâm chứ không có hai tâm. Vậy nhất tâm là gì? Là hết lòng.
làm cái gì cho ai mình hết lòng, cái đó gọi là nhất tâm. Nhưng mà nhất tâm có mấy loại? Khi ngồi xuống tụt thì nhất tâm tụt, khi đứng lên lại thì nhất tâm lại, khi nhìn Phật thì nhất tâm nhìn. Còn mình giờ nhìn sao Phật này xấu hơn Phật trên chùa kia. Cho nên hồi sáng Phật tử mới hỏi là tâm vọng với tâm chơn, mình không có bao giờ mình dịch chơn vậy. Thí dụ như là mình thương cô đó là mình cưới cô đó xong rồi giờ mình nhìn kỹ nó nói trời ơi sao vợ xấu vậy. Vậy nhất tâm đó. Hồi lúc nhìn nhị tâm hay sao á, chứ giờ về nhất tâm qua thấy không bằng, nguy hiểm. Cho nên cái chữ nhất tâm là gì? Mình nhìn, mình làm việc gì hết lòng mình làm. Thí dụ như bây giờ nè, mình cầm ly nước lên mình uống, thì đó bây giờ mình nhất tâm mình uống nước. Mình nhất tâm mà uống nước là không có đổ. Còn có nhiều mình tới nhà ta mình nhất tâm uống, mắt mình nhìn coi chỗ nào để đồ tốt, lát mình làm từ thiện để hoài dư. Bữa nào mình lên phòng sư từ nhất tâm cung thỉnh, đồ gì của sư từ để mình thỉnh hết. Quý vị tìm bài nhất tâm nghe, ý nghĩa nhất tâm. Có thầy dạy chánh niệm là vô niệm, có thầy dạy chánh niệm là niệm Phật. Vậy chánh niệm của niệm Phật và vô niệm giống nhau hay khác nhau? Thưa đại chúng, tất cả chỉ là một, và cái cách nói thôi. Thế nào là chánh niệm? Như hồi nãy có Hòa Thương, khi mình uống nước, mình biết mình uống nước, đó là mình chánh niệm uống nước. Ăn cơm, biết mình ăn cơm. Bây giờ mình ăn cơm với tivi, mình ăn cơm với tờ báo, mình ăn cơm với cái phone, cho nên mình không có nhất tâm ăn cơm. Còn nói theo cái danh từ tu tập là mình không có ăn trong chánh niệm. Cho nên ở trong chùa đó, tại sao những bữa cơm của nhà chùa thường im lặng mà không nói chuyện? Đó là ăn cơm trong chánh niệm. Ăn cơm trong chánh niệm là giữ im lặng để chúng ta có mặt đích thực cho cái bữa ăn. Một là mình tận thưởng thức những cái món ăn mà người ta làm ra cho mình. Hai là mình có mặt trọn vẹn cho người nấu cho mình ăn. Người ta nấu cho mình ăn rất ngon, nhưng mình ăn không có ngon là tại vì mình ăn với cái khác. Mình ăn với tivi, mình ăn với điện thoại, mình ăn với tờ báo, mình ăn với nói chuyện, cho nên nuốt, bỏ nuốt mà không thưởng thức được gì. Thì cái này không phải là chánh niệm. Chánh niệm còn có một danh từ khác gọi là vô niệm. Nhưng nếu cho nói đúng hơn thì chúng ta phải nói ba chữ là vô vọng niệm. Vì cái chữ vô niệm có thể tạo cho người ta hiểu lầm là không niệm gì hết. Làm sao cái đầu mình không niệm gì hết được, không nhớ gì hết, không nghĩ gì hết? Không, có nghĩ chứ. Nếu mình không nghĩ mà mình vẫn làm là mình là robot, quơ vậy mà không có cái feelings, không biết gì hết. Không phải, mình không phải là một nhân, mình không phải là robot, mà chỉ làm mà không biết mình làm gì. Cho nên phải nói cho rõ là vô vọng niệm, làm mà không có cái tâm vọng khác, chỉ chú tâm vào đó. Bây giờ muốn cho mình dễ chú tâm, trụ cái tâm mình vô, có người dạy mình niệm Phật, lấy câu niệm Phật để đưa, lấy cái câu niệm Phật làm sợi dây, làm cái chỗ để cho tâm mình trụ vô đó. Lấy cái hơi thở để mình trụ tâm mình vô đó, hơi thở liền thành cái trụ xứ của tâm. Cho nên khi người ta nói chánh niệm là vô niệm, có nghĩa là khi không vô vọng niệm tức là chánh niệm. Có phải không? Khi tâm mình không nghĩ tạp cái khác
tức là mình đang chánh niệm. Chánh niệm nghĩa là vô vọng niệm, nhưng mà ta nói gọn vô niệm thì có thỉnh thoảng có tạo sự hiểu lầm cho người nghe là đừng niệm gì hết. Bây giờ ngồi sao để cái tâm mình nó trống trơn, nó rỗng rác, không bao giờ có. Làm sao cái tâm mình rỗng rác được? Phải nói đúng hơn là cái tâm mình lúc nào cũng tùm lum. Bây giờ không để nó tùm lum nữa mà nó tùm la. Không để nó tùm lum mà bây giờ mình chủ biết cái nào một thứ thôi. Chính cái một thứ cho nên chúng ta mới gọi là thuần. Bây giờ có một ví dụ nha. Đại chúng đi xuống sông, quý vị đãi vàng, múc một cái thau cát ở dưới sông lên, đãi hoài cá sỏi gì ra, cuối cùng mình kiếm gì trong đó? Một miếng vàng rất nhỏ trong đó. Thì cái tâm của mình nó là một cái rổ tùm lum đó đó. Bây giờ mình phải sàng lọc làm sao thuần một chất, cho nên mình kêu là thuần. Thuần là không có cái tạp, thuần một chất. Như vậy tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Ngồi thiền thì để tâm vô hơi thở. Người niệm Phật thì miệng niệm, tai nghe, tâm nghĩ, đưa mấy cái đó trở về một chỗ để làm sao tâm mình đừng loạn nữa. Và tâm mình nó như con trâu vậy đó, nó thấy mà nó nhảy à. Đang ngồi vậy đây chứ lâu lâu nó không biết tòa bạn tôi tới chưa. Cho nên ngày xưa ta mới hỏi một cái vị thiền sư bạch hòa thượng. Hòa thượng cả ngày sống ở chùa, hòa thượng làm gì? Hòa thượng nói tôi không có làm gì đâu, cả ngày tôi chăn trâu. Chăn trâu là chăn cái tâm của mình. Vì cái tâm của mình nó chạy nhảy, nó vọng động dữ lắm. Cho nên thể nó vừa nhảy ra kéo nó lại, vừa nhảy ra kéo nó lại. Tu hành chỉ có nhiêu việc thôi. Ngồi thiền 2 giờ đồng hồ cũng làm một việc thôi, là chăn cái tâm, đừng để nó chạy. Niệm Phật 10.000 câu cũng làm một việc đó thôi, có nghĩa là đừng để tâm chạy loạn. Chánh niệm nghĩa là niệm nghĩa là nhớ nghĩ chân chánh. Làm gì biết mình đang làm cái đó, nói gì biết mình nói cái đó. Có nhiều người á, lúc giận lên không có chánh niệm, nói năng tùm lum hết, xong rồi cái xin lỗi. Khi mà tỉnh lên nó biết mình nói sai, trở lại xin lỗi. Khi mà chánh niệm lại rồi mới biết mình hồi nãy mình giận của mình nói vậy. Nhưng mà trong khi mình giận mình không chánh niệm mà mình giận thì mình sẽ làm sai, mình nói sai như vậy. Cho nên vô niệm cũng là chánh niệm. Mà chánh niệm nghĩa là biết rõ mình đang làm gì. Còn vô niệm nghĩa là không có vọng niệm. Hai cái chỉ là một, chỉ có điều hai cách nói thôi. Quý vị tạm hiểu, có quà muốn chia sẻ như thế này. Trong kinh Kim Cang có dạy không có ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Có chỗ giải thích không thọ giả tướng là không có thọ mạng. Theo con nghĩ là không có người thọ nhận. Vậy ý nghĩa nào là đúng? Bởi vì tất cả các tướng nó có bốn cái tướng: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ. Thọ đây là cảm thọ. Cho nên á, tất cả những cái tướng đó cũng đều là không. Không này là không phải không có à, không này là không thật có. Phong vào ví dụ, mình đang ngồi đây, sao lạnh quá. Lạnh quá là thọ gì? Thọ lạnh, cảm nhận cái lạnh. Khi lấy cái áo lạnh khoác vô thì cái tướng lạnh nó còn không? Không. Nó ấm rồi. Vậy thì cái tướng lạnh hồi nãy đó nó có không? Có.
Nhưng mà nó có hoài không? Không. Cái khác phủ lên thì nó liền ấm. Vậy thì cái thọ này là thọ giả. Cái cảm nhận này nó đâu có thật. Phải không? Bằng lòng đi em, anh về quê nước má lên liền. Thôi nghe mừng đó. Ok. Đừng nên thọ cái đó. Mình thọ cái đó. Nhưng mà khi mà mình, cái người đó không còn nhận mình, thương mình như vậy nữa, thì họ nói khác rồi. Vậy thì hàng ngày chúng ta, cái thọ nhận, cái cảm nhận của chúng ta mỗi ngày, nó là thật hay nó là giả? Nó giả thôi. Tại sao nó giả? Bởi vì nó thay đổi. Mà đã là thay đổi thì nó đâu có thật. Mà đã không thật cho nên nhà Phật gọi là không. Chữ không không có nghĩa là không có. Chữ không nghĩa là tạm có, không thật có. Người ta khen mình đẹp là tại vì cái tiếng người ta phát ra, mình có cái lỗ tai, mình nghe. Lỗ tai là căn, là nhà nhĩ căn. Cái tiếng là thanh. Rồi mình có cái nhận biết, đây là tiếng khen. Nhận liền, vui vui trong lòng. Nhưng mà chưa dám nói, dạ em không dám. Phận hèn dám sánh với ai. Nhưng mà nếu người ta chê mình câu thôi, tiếng nói chê phát ra, mình có cái căn để nghe, rồi mình nhận biết cái này là chê. Ông thì vô duyên mới gặp cái chê. Quý vị thấy không? Như vậy thì cái tướng của cái ngã này, nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, đều là không thật có. Chính mình nhận ra như vậy cho nên mình tâm mình nó tự tại. Mình được tự tại thì mình sẽ sao? Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi mà đã buông tựa đời tâm tư héo sầu. Cho nên nếu nó giả là mình không có họ nữa. Xin Thầy cho con hỏi, từ đó tới giờ con luôn nghĩ Thầy tu theo Tịnh Độ Tông. Nhưng có một nhóm chị em bạn quả quyết rằng Thầy Pháp Hòa và Chùa Trúc Lâm bên Canada của Thầy tu theo Thiền Tông. Vậy Thầy tu theo Tông nào? Điều tra lý lịch. Có một hôm hai người ngồi với nhau ở một cái thềm chùa, thấy cái cây cờ nó phất phơ ở trên cái ngọn, thì người kia mới nói rằng: tôi đố huynh, cây cờ phất phơ hay cây gió phất phơ? Một ông kia nói: tôi nói cây cờ phất phơ. Ông kia tới nói: tôi nói gió phất phơ. Lục Tổ Huệ Năng đi ngang nói: không phải gió cũng không phải cờ, mà tại hai ông. Hỏi rằng: tôi đố huynh là cờ động hay gió động? Lục Tổ Huệ Năng nói: không phải cờ động cũng không phải gió động, mà tại tâm hai ông động. Câu chuyện này trả lời được cái này chưa? Người ta tú gì kể người ta. Mắc cái gì mình mà không mà ngồi đó mình hỏi. Tịnh độ hay thiền, nó cũng đều là thuốc uống cho hết bệnh. Chẳng qua là một người hạp với Tylenol, một người hạp với Advil. Anh không bệnh, anh mắc gì anh chéo chân phải thuốc này để làm gì? Mình không bệnh thì mình khỏi uống thuốc. Người ta bệnh thì người ta uống thuốc. Uống thuốc nào miễn hết bệnh là thuốc hay.
pháp nào trị được tâm bệnh là diệu pháp. Ngài Ứng Quang nói như vậy. Thuốc không phân hay dở, thuốc nào trị lành bệnh là thuốc hay. Pháp không phân cao thấp, trị được tâm bệnh của chúng sanh là diệu pháp. Cái quan trọng là chúng ta phải nhận ra thuốc để làm gì. Thuốc để trị bệnh mà uống, chứ không phải hỏi thuốc này hiệu chi, làm ở đâu. Cũng giống như mà đang ngồi đây bị một mũi tên từ đằng sau bắn tới, thầy thầy có sao không, để con chở thầy đi bệnh viện. Khoan, dừng tay lại, hãy nói với tôi nghe, mũi tên này bắn từ đâu, người kia hận thù gì với tôi mà bắn. Rồi tắt thở. Bị gì tới hồi mà tìm ra ứng phong hết sừng là xong rồi. Quý vị có hiểu được câu chuyện chỗ đó không? Cái mũi tên mà chúng ta đang bị bắn đó là mũi tên tham sân si. Không lo chữa mà cứ lo ngồi đó tịnh với thiền. Chắc cái người cầm chuỗi niệm Phật lâm râm kêu tôi đã tịnh độ không? Chắc cái người kia ngồi ở dưới đất suốt 2 giờ đồng hồ mà kêu thiền không? Có nhiều khi họ chỉ ngồi mà họ không thiền thì sao? Ta kêu ngồi thiền. Mà nhiều khi mình chỉ ngồi thiền bằng cái bàn tỏa, mình không ngồi thiền bằng cái đầu, thì cũng chẳng thiền gì hết. Tâm tịnh là tịnh độ, tâm an là thiền. Mà một khi tịnh là an, mà một khi lòng an thì đã liền tịnh. Mắc gì mà tịnh với thiền. Đấy, nói tiếp. Tại quý vị khơi à, em đâu có muốn cái chuyện. Trong kinh Bát Vụ có kể một câu chuyện. Có một ông thầy, ông bị đau chân. Hai cái chân ông đau mỏi lắm, cho nên mỗi ngày ông đều nhờ hai người đệ tử massage cái chân cho ông. Nhưng mà cái người đệ tử lo cái chân phải đó, nó không có ưa cái người đệ tử lo cái chân trái. Và cái người đệ tử lo cái chân trái nó cũng chẳng ưa cái anh lo cái chân phải. Và hai đứa nó ghét luôn hai cái chân của nhau. Một ngày kia, anh chân phải đi bắn, anh chân trái ở nhà có cơ hội trả thù. Tao ghét mày lâu lắm rồi, mà tao không có cơ hội trả thù. Mày có biết tao thù cái chân mày lắm không? Nó lấy búa nó đập cái chân kia gãy. Thằng kia đi về, thấy cái chân mà bình thường massage bị gãy, lấy búa đập luôn cái chân kia. Tại vì cái chân đó là mình biết chắc chắn cái thằng kia là. Cuối cùng ai là người chịu khổ? Ông thầy là người chịu khổ. Đức Phật nói câu chuyện đó xong, Đức Phật nói, nếu đệ tử Phật không cẩn thận thì sẽ như cái trường hợp này. Ngồi đó mà phân chia tịnh với thiền, rồi cuối cùng làm hư Phật, làm gãy đôi chân của Phật. Mình có muốn mình trở thành người đệ tử như vậy không? Không muốn. Mình phải là một người đệ tử hiểu Phật, chứ không phải là một người đệ tử tin Phật mà ca tụng Phật. Mình hiểu Phật thì mình mới làm đúng như điều Phật muốn. Còn mình chỉ tin Phật thì mình sẽ làm hư Phật. Chữ hư Phật không phải là Phật hư theo mình, mà mình làm cái danh của Phật không còn trong sáng như mình nghĩ. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát
mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới ăn năn. Trong việc xương xám có câu: như một người nằm chim bao, thấy thân bị bệnh nên tìm thầy uống thuốc mà được hết được lành. Đến lúc tỉnh giấc chim bao thì rõ ra vốn là không bệnh. Sự không bệnh cũng không, huống chi thầy với thuốc. Nên bệnh của chúng sanh toàn là bệnh huyễn, thuốc của chư Phật toàn là thuốc huyễn. Mình bị bệnh thì mình mới cần thuốc. Thuốc nào trị được bệnh là thuốc hay. Thưa đại chúng, cách đây không lâu, trước khi bay qua đây, Pháp Hòa có một chuyến bay trong một đêm thôi. Tối đó bay qua, sáng mai bay về. Trên đường về Pháp Hòa trúng gió. Đi con mình không có ăn hết, mà nó nô, nó muốn bữa mà nó khó chịu vô cùng. Người mình nó lã mồ hôi, nó lạnh hết ở trên đó đây. Pháp Hòa nằm đó mà thở mà chịu đựng cho đến khi xuống máy bay, đợi connect qua một chiếc máy bay khác. Liền chạy vô trong nhà vệ sinh, lột cái trong giỏ kiếm chai dầu, hết dầu tại vì cái chai đó cho người ta rồi. Nhưng mà may mắn là còn cái cây cạo gió, thì Pháp Hòa mới lấy lại một cái miếng nước nóng ở trong đó chà lên người rồi cạo ngay cái ngực cho nó giảm liền, cạo bầm đen hết thì nó hạ giảm được, về tới nhà. Nếu như mình nói rằng không được, cạo gió phải có dầu, thì lúc đó dầu dừa, dầu phi mà không có chứ đừng nói dầu gió. Quý vị hiểu được không anh muốn nói không? Cho nên mình nếu đã là đệ tử Phật, hiểu Phật, do mình tin Phật, hiểu Phật rồi, đừng có để cái tâm này, tâm kia nó làm mất cái sự thanh tịnh của mình. Nói như vậy rồi giờ không ai không trả lời. Tốt nhất là mình cứ thiền tịnh sống túng. Lúc nào ngán cơm ăn bún, lúc nào ngán bún ăn cơm, lúc nào bệnh thì ăn cháo, lúc nào khỏe thì khỏi ăn. Như vậy thì không thể nói tôi cả đời không ăn cháo. Bệnh tôi cần cháo, hết bệnh tôi cần con. Hiểu được như vậy thì mình không có phân biệt. Đừng có phân chia tâm này tâm nọ, đừng có phân chia tu cách này tu cách. Cái nào cũng đều là phương tiện để giúp cho mình tỉnh. Loạn tâm quá tập ngồi để thở, trụ tâm qua hơi thở để tâm đừng loạn. Nhưng người kia không biết trụ tâm hơi thở thì người ta lấy câu niệm Phật người ta trụ tâm, thì câu niệm Phật cũng viên thuốc mà hơi thở cũng một viên thuốc, thế thôi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đừng có bận lòng này nữa, được không? Lâu lâu có bà con câu hỏi: thưa thầy, thầy đi tu từ nhỏ, chẳng hay ta mẹ thầy còn không? Người cư sĩ tại gia muốn tu, chữ nhẫn và chữ từ bi chúng con phải làm sao? Xin sư khai thị và giải thích cho chúng con hiểu tại sao người ta không tìm người khác để sanh sự mà cứ tìm con. Câu đầu đã trả lời câu hai. Con muốn tu nhẫn và từ bi mà không có người tới tìm con để gây thì làm sao con nhẫn? Vậy thì con muốn tu nhẫn thì phải cảm ơn người này. Mở tiệm làm ăn, mở lên để bán, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Khách mới bước vô hỏi tới đây gì vậy? Tao tới tao mua chứ tao làm gì? Mình muốn tu
nhẫn thì phải có người tới gây hấn với mình để cho mình có cơ hội tu nhẫn. Vậy thì mình muốn tu nhẫn, tu từ bi mà cứ thắc mắc sao mà không kiếm người khác. Mà nếu mà nó kiếm người khác thì sao mình tu, mà mình không tu thì sao mình thành. Giống như là đi học lái xe mà không bao giờ muốn đi thi, sợ thi rớt. Mà nếu thi không thi thì cả đời không có cái bằng lái xe. Còn nếu ta an ủi mình trước, ta mới nói thôi đừng có buồn, tại đời trước chị gây với nó cho nên đời này nó kiến chị nó gây. Thì mình nói sao biết kiếp trước. À, thì thôi bây giờ anh không tin kiếp trước thì đừng sao đâu, thì bây giờ anh lấy cái hiện tại anh nói đi. À, tôi muốn tu nhẫn, tôi cảm ơn người đó. Trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12, phẩm Đề Bà Đạt Đa kể lại, có một tiền kiếp Đức Phật là một ông vua, giao hết cung vàng điện ngọc cho con cái để ngài đánh trống kêu lên, ai có pháp gì dạy cho tôi tu, tôi nguyện làm người ở cho người đó nếu người đó dạy cho tôi được cái pháp tu. Có một người kia tới dạy cho tôi tu mà bắt cái ông vua đó phải ngồi xuống làm cái ghế cho ông thầy để ông thầy ngồi. Nhờ cái ông thầy đó hành hạ bắt người đệ tử phải làm ghế cho ông ngồi, cho nên tôi tu được cái hạnh nhẫn nhục. Cho nên nó chứng đạo cao mới có câu đó. Nếu người ta không tới phỉ báng mình thì làm sao mình thành tựu được cái pháp nhẫn nhục như chúng ta thường nói. Nhẫn mà còn nói lại thì chưa phải là ba la mật. Còn chúng ta nhẫn mà chúng ta không nói gì hết tới cái chỗ viên mãn rốt ráo thì gọi là ba la. Cho nên thôi thì bây giờ nếu mà mình đã muốn tu thì người ta tới, người ta có những cái việc đó đối với mình thì cũng nhớ là đó là sự tự thấp cho chính mình. Nói vậy đó chứ không phải dễ đâu, không phải dễ chấp nhận, không phải dễ gọi là mở lòng mà nói vậy. Nhưng mà this is the way, không cách nào khác hơn. Mà không? Thiệt không? I believe you. Con nghe trong kinh nói minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, ý nghĩa nó như thế nào? Thưa đại chúng, mỗi người chúng ta ai cũng có tâm tâm. Tâm là cái hiện tượng ở bên ngoài, tánh là cái thầm lặng ở bên trong. Có bà tạm nói vậy thì lại chúng dễ nhận. Mình có cái lòng thương người không? Có không? Có cái lòng thương người đó là tánh từ bi. Khi thấy người ta khổ, cái gốc từ bi nó sanh ra. Cái tâm nó nói liền, cái tâm mình nó nói người này khổ, nó đi vô trong cái tánh nó móc ra, nó thương đi. Nhưng mà khi mà mình tới mình giúp cái người đó rồi mà người đó trả lời mình câu nó trời nãy tôi muốn cho ghê, tôi cầm sẵn trong tay rồi đó, mà nói câu nghe thấy ghét tôi quay đi luôn. Cái tánh thì có mà cái tâm thì nó làm sao, nó còn dày. Vì vậy cho nên khi mà cái tâm gì nó hiện khởi, tâm tham, tâm sân gì nó hiện khởi, mình phải minh nó liền. Minh nó có nghĩa là mình phải rõ nó liền, đừng để nó lừa. Hồi nãy cái tánh thấy người ta khổ thương, mà bây giờ nó làm thấy ghét quá, cái tôi không thương. Cái tâm nó lấn cái tánh quanh, cái tâm mà nó chồi ụp, nó lên xuống, nó làm chủ mình. Cho nên cái người tu là phải minh tâm, kiến tánh. Minh là rõ những cái tâm negative, cái tâm tiêu cực khi nó khởi. Thấy cho rõ cái tánh tích cực ở trong mình mà làm hiển lộ. Nói cái này nó thêm cái khác là tu tâm dưỡng tánh. Nói cách đơn giản cho chúng ta dễ hiểu là tu tâm dưỡng tánh. Bởi vì cái tâm là cái mà nó sanh diệt theo vui buồn của mình, nên tu cái tâm đó. Còn cái tánh tốt ráng mà dưỡng,
đi ra chợ á, mình trả người ta 5 đồng, lẽ ra mình mua 5 cái là 5 đồng. Mình trả 5 đồng mà người ta hốt 6 cái đến thinh à. Nhưng mà nếu mà mình trả 5 đồng mà ta đi 4 cái là trở lại la liền á, làm ăn ẩu tả, ăn gian ăn lẫn. Vậy mà ta lỡ bỏ 6 cái đến thinh, còn thêm câu Phật độ. Trời ơi, Phật nào mà lãnh độ mấy cái đó. Tại sao cái tâm mà hồi nãy mà có 4 cái chạy lợi mấy người ta không chỉnh đi được đi, thôi hơn thua chi có một cái mà đổ đường đi tới đó tốn 2 đồng tiền xăng để lấy lợi có 50 xe vậy đó mà không thấy, có phải không? Không phải nói vậy là đại chúng kiểm lại coi, nếu thấy rõ từng cái đó nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày của mình thì gọi là minh tâm kiến tâm. Cái tấm là bỏ qua đi, con cái mà mình lợi mình nói gửi ông chủ đứng đó là có phải là cái người đó mất việc không? Nếu mình bỏ qua được là cái tấm tốt, cái tâm hồi nãy muốn hơn thua bưng nó liền, rõ nó liền, đừng để nó làm chủ mình, làm cho cái tấm tốt mình nó hiển khởi lên. Tại sao hồi nãy mà mình nếu mà ta bỏ vô 6 cái mình không chạy tới mình nói luôn chị ơi cho tôi trả lại thì chị đưa lương tôi cái. Còn nếu như mình nghĩ xa chút nữa thôi, lỡ rồi hôm khác mình cẩn thận hơn, nếu mình đem mình trả lại gửi ông chủ, ông thấy được cô này cũng có thể mất việc là làm ăn không cẩn thận, làm thất thoát của chủ. Cho nên nhiều khi tốt là cũng phải cẩn thận, tốt quá cũng coi chừng hại người ta. Cái tấm đó phải minh, phải kiến. Mà kiến tấm rõ ràng được như vậy thì gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ thì gọi là Phật. Người minh tâm kiến tấm là thành Phật. Phật là gì? Phật là giác. Có nhiều khi á, mình muốn làm tốt nhưng mình làm hồi nó thành sao? Thật lắm. Gia đình ta đang gây gỗ vậy, nói chuyện gì vậy, để tôi tới tôi nghe thử coi. Cái nghe thôi cũng đúng đúng cái. Ờ, phải rồi, bữa tôi nói với anh nó không tin chứ chưa. Trời tốt ghê vậy đó. Thì cẩn thận cái đó. Cho nên thành Phật là cái chỗ giác, mà giác là biết lúc nào cần nói. Có những cái mình nói rất thật nhưng mà nói thật không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng cái hoàn cảnh thì cái thật đó cũng chưa phải là thật đâu. Pháp Hòa giải thích về đây chúng hiểu chỗ minh tâm kiến tánh không? Khi nào hết giờ cho biết nha. Tại em căng dữ lắm, em sợ over time không được trả. Thôi mình ráng câu nữa là mình nghĩ, tại cũng không nhiều lắm. Con thấy con của con và bạn nó ở Việt Nam mỗi tháng 2 lần đi phóng sanh, nhưng chúng nó không ra chợ mua cá mà chúng nó đến trại nuôi cá mua cá chê con, mỗi lần nửa ký hoặc 1 ký được khoảng 30-40 con. Con hỏi sao không ra chợ mua? Chúng nó nói ra chợ mua 1 ký hoặc nửa ký hoặc 1 ký có 2-3 con. Hiểu câu hỏi không? Đi vô trong trại mua nửa ký được vài chục con, ra chợ mua nửa ký có 2 con à, thốn xanh chị lỗ. Ý nói vậy đó. Con nghĩ mặc dù ít nhưng cũng con cá này cần cứu hơn. Xin thầy hoan hỷ dạy con phóng xanh như thế nào cho đúng để con dạy lại con của con và các bạn nó, và khi phóng xanh đọc kinh gì và hay chỉ trì chú đại bi là đủ. Thôi
thôi, thay vì phóng ở trên nông trại hay là phóng ở đâu cũng là phóng sanh, em cũng ngáp ngáp là phóng cho em. Thầy thưa đại chúng, phóng sanh cũng là bố thí, nhưng mà cái này là mình bố thí cái mạng sống cho người khác, đặc biệt là các loài súc sanh. Còn cái quan niệm của mình sao đó là tùy. Ví dụ như bây giờ mình đứng ở cái góc cạnh là những con cá ngoài chợ là những con cá sẽ chết trước. Đấy, bà cụ là thắc mắc cái chỗ này đó. Con cá ngoài chợ tôi mua nửa ký hai con, nhưng mà không mua thì nó sẽ chết. Mặc dù ở trên trại mua nửa ký nhiều hơn nhưng mà nó chưa chết. Không sao, chết trước chết sau gì nó cũng chết. Nhưng mà mỗi người mỗi quan niệm, tùy theo cái tâm nguyện của mình mà mình làm. Có nhiều khi á, mình lên trên trại, mình mua mấy chục con về, nửa ký luôn là mấy chục con, như trong này nói, bưng về cái để trước cửa, trời nóng thiệt nóng vậy, tụng nguyên bài chú Đại Bi, tụng xong thả ra chết hết 10 con. Thành thử ra thay vì tụng chú Đại Bi, tụng Thiến Đại Bi đi, cho nó đi cho lẹ, khỏi tụng gì hết, có thành không? Đâu có sao đâu. Đâu có ai biểu là người ta nói muốn chết à. Ngồi xuống đây, trước khi ăn để tôi nói cho nghe. Biết cái của này cực lắm không? Công người ta gọt, người ta nấu, người ta là mình giảng, xong bài giảng biết ơn cái nó ngã cái đùi của tôi. Đâu có cần kính nào. Đã là phóng sanh rồi thì tự động nhân lành thì quá ngọt. Đâu phải cái bài kinh đó nó mới chứng minh cho mình đâu. Mà nếu nói đúng hơn là kinh đã thấm mình rồi, cho nên lòng từ bi mình mới phát sanh ra. Mình thấy mua liền thả thôi. Đó, kinh đó nó mới thấm cho người mình phỏng này. Nam mô hát ra, 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 vô, ra, hoàng, nó ra. Cho nên không cần ra vô gì nữa hết. Con cá trong kia nó nói I want out now. Bà cứ đứng bà ra vô là. Nếu mà kinh đã thấm mình rồi thì cỡ nào cũng ra kinh hết. Pháp Hòa nói cái này là kể cái chuyện thiệt cho đại chúng nghe. Em nhiều chuyện lắm. Em nhiều chuyện với con nít mà hết con kia. Có một bữa nọ Pháp Hòa đang ở chùa, mà Pháp Hòa nhớ cái đêm đó là 11, 12 giờ khuya. Có một bà đệ tử Mỹ, bà đi ngang chùa, bà tức cái mình và bà gõ cửa chùa. Bà nói thầy đi ra, thầy coi cái người hàng xóm sau lưng chùa nè. Trời lạnh, âm mấy chục độ mà nó không dẫn chó vô nhà, nó để con chó lạnh ở ngoài này, con chó đang sủa ung sinh đây. Nó gần chùa mà nó từ bi. Quý vị thấy người Mỹ mà từ bi không? Họ đi ngang, họ thấy trời lạnh mà mình quên con chó, họ đã không vui. Cũng cái bà đó, một hôm bà thấy ai đó mua một đống cá mà nó mấy trăm con mà đựng trong cái thùng chút xíu vậy nè. Trời nắng mùa hè mấy chục độ, bắt đầu bưng cá ra tụng kinh từ 11 giờ tụng tới 12 giờ. Tụng rồi vẽ hoài, vẽ quỷ bằng cá không ra. Tới hồi đổ ra nó chết mất. Bà lên bà cũng mẹt. Bà nói bà nói thật. Cho nên thưa đại chúng, tụng kinh là gì? Bình thường sao không tụng đi? Tụng cho kinh nó thấm trong người mình đi. Vì kinh nó thấm cho nên mình thấy con nào khổ là mình cứu liền, không cần phải mua con đó là tới đọc kinh cho nó nghe. Quý vị quý mà nói vậy. Cho nên quý vị cứ mua rồi thả. Còn nếu muốn đỡ thì mình muốn đỡ thì mình cầu nguyện. Tôi xin đại diện cho anh Nguyễn Văn A
mua cá này để phóng sanh, cầu cho anh được tai qua nạn khỏi, rồi trút liền. Còn nếu muốn nữa, cá ơi cá, đời này làm súc sanh, ráng nghe niệm Phật mà để đời sau đừng sanh súc. Rồi thì mình thả nó thôi, chứ đâu cần chi phải tụng đủ thứ, tụng vãng sanh thần chú. Mà trước khi tụng phải mở vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời, cội gốc nghiệp chướng hết rồi, vãng sanh cõi thỉnh chú thời tụng can. Nó nói với đâu bà vợ đó ta, nó nói bà tha mà sao bà không thấy tha, bà cứ giữ hoài bà không tha. Kính thưa thầy, chúng sanh ba giới bốn loài con không hiểu. Chúng sanh đó gồm có hữu tình, vô tình, nhãn hạn mình là cũng chúng sanh. Thọ thân ngũ uẩn, còn biết buồn vui thương muốn thất tình lục dục gọi là chúng sanh. Hữu tình chúng sanh. Chúng sanh nào cũng nằm trong bốn loài. Bốn loài là gì? Loài sanh ra bằng trứng, loài sanh ra bằng thai, loài sanh ra bằng ở dưới ẩm thấp như côn trùng, loài biến hóa, thí dụ con sâu thành con bướm, thí dụ vậy, cái đó gọi là hóa sanh. Như vậy thì trong các loài chúng sanh sẽ có những loài, một trong bốn loài này. Chẳng hạn con người mình thì thuộc loài gì trong bốn sanh? Thai sanh. Loài chim hay là loài gà, loài vịt thì từ gì sanh? Đoán sanh, hoặc là trứng, từ trứng. Rồi côn trùng là thấp sanh, con sâu, con bướm là hóa sanh. Như vậy thì chúng sanh nào nó cũng không ngoài bốn loài, bốn cái cách sanh này. Còn ba cõi tức là cõi dục, rồi cõi ham muốn. Cõi dục giống như cõi người mình là cõi dục. Con người mình do ham muốn mà có. Sở dĩ tất cả mọi hiện tượng nó có là do muốn mà ra hết. Chẳng hạn như mình thấy cái bông cái mình nói tôi muốn à, mình thấy cơm cái mình nói tôi muốn ăn, tôi muốn mua, muốn sắm. Cho nên tất cả cái gì nó có mặt là do muốn. Mà hãy muốn nhiều thì lụy nhiều khổ nhiều, muốn ít thì lụy ít khổ ít. Không muốn có khổ không? Cũng khổ luôn. Trong ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cõi dục là cõi ham muốn, cõi sắc là cõi có hình, cõi vô sắc là cõi không có hình. Nhiều khi trong cái cõi dục này mình cũng ở trong sắc và vô sắc. Do đâu mà muốn? Tại vì mình thấy sắc. Cho nên khi mình thấy mình ham muốn, mình thấy nó đẹp là mình thấy sắc. Rồi mình liền, khi thấy sắc xong mình liền sanh gì? Sanh sự ham muốn. Cho nên nhiều khi trong một cái tích tắc mình liền sanh trong ba cõi. Rồi cái sau cái thì mình nghĩ là ô, mặc dù mình thấy đẹp, lòng có muốn nhưng mà chưa cầu, bỏ đi, liền ở trong cõi vô sắc. Vậy thì trong ba cõi, cõi dục, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nó cũng bàn bạc ở trong cõi của chúng ta. Có phải không? Thì nếu mà chúng ta biết rằng tất cả chúng ta còn ở trong cõi này là còn của sự luân hồi khổ nào, sanh cách nào cũng khổ hết, sanh trong trứng cũng khổ, sanh trong thai cũng khổ, sanh do biến hóa cũng khổ, sanh bằng ở dưới ẩm thấp đất đai cũng khổ. Bởi vì thủy chung còn chúng sanh ở cõi này là còn khổ. Giống như sanh trong một gia đình thiệt giàu cũng khổ, tại giàu thì chỉ ăn đồ ngon, không biết đồ dở. Mà sanh trong cõi nghèo, ăn đồ dở mãi mãi mà không bao giờ biết đồ ngon. Cho nên nhiều ông vua ở trong hoàng cung ăn đồ ngon, tới hồi ra ngoài ăn đồ xà bần, ngon quá trời. Tại vì ở trong cõi giàu mà không bao giờ. Cho nên cõi nào nó cũng có cái giá phải trả.
Quý vị thấy những người mà ở trong hoàng cung do người ta ham cái cuộc sống xa hoa, gọi là thế lực, thì người ta phải làm gì? Mưu mô, đấm đấm, giết hại lẫn nhau để giữ cái ngai vàng hay là cái vị trí của mình. Cho nên ở trong cõi nào rồi cũng khổ. Nếu chúng ta ở trong cõi này mà chúng ta nhận ra cái bản chất của nó, để đừng để nó lôi kéo mình một cách thái quá, thì chúng ta sẽ giảm khổ. Còn chúng ta còn trong cõi này thì không thể nào không khổ, hay là không thể nào không muốn. Nhưng có sự tu hành thì chúng ta sẽ muốn một cách nhẹ nhàng hơn, tỉnh giác hơn, chứ không phải là không muốn. Còn muốn chứ. Nhưng người chưa tu thì muốn vô cùng vô tận. Mà muốn vô cùng vô tận mà không được thì liền khổ. Còn bây giờ mình có tu chút chút rồi, vẫn muốn, nhưng mà muốn vừa vừa, hay là muốn vừa đủ thôi, hay là lỡ không được thì cũng sẽ nhẹ nhàng. Thôi thì kỳ này không được thì kỳ sau. Còn nếu không thì khổ ngày không đủ, tranh thủ khổ đi. Nãy giờ một tiếng rưỡi khổ chưa đủ, ngồi nữa khổ nhiều hơn. Thôi luôn được rồi. Thưa đại chúng, còn những câu hỏi còn lại thì cũng có gì quan trọng lắm. Thì thôi thì xin quý vị hoan hỷ cho. Pháp hòa cũng chưa đọc, nhưng mà bây giờ cũng nó dài quá, đại chúng sẽ mỏi mệt. Mà khi mà mỏi mệt thì mình tiếp thu không được nữa. Cũng giống như nãy giờ, mình muốn nghe lắm nhưng mà giờ nó đầy, nghe không nổi nữa. Cái gì cũng vậy, vừa chừng là tốt. Thế cho nên nhà Phật cắm cây nhang ngay giữa, kêu trung đạo. Phật có cái chấm ở giữa, gọi trung đạo. Không lệch bên này, không lệch bên kia. Cái gì thái quá liền thành khổ, vừa chừng thì sẽ hạnh phúc. Em nghĩ vừa chừng, quý vị hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc. Cảm ơn đại chúng rất nhiều đã cho Pháp Hòa cơ hội thăm quý vị và chia sẻ quý vị những gì mà Pháp Hòa gặt hái được trên bước đường tu của mình. Nếu trong thời gian chia sẻ trong suốt mấy ngày qua có điều gì sơ sót, mong đại chúng thương và bỏ qua cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị cùng gia đình có nhiều sức khỏe an vui, và mong đủ duyên chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ ca sĩ khác bước lên sân khấu rồi, em xin nhường sân khấu. Kính thưa thầy Pháp Hòa, kính thưa toàn thể đại chúng, thì giờ phút này thì Phật tử sẽ cảm nhận được cái câu sư nói vào cái ngày đầu tiên. Không biết ở đây cô ai còn nhớ cái câu sư nói trong ngày đầu tiên trước khi thầy Pháp Hòa giảng không ạ? Thành ra trong cuộc sống của mình nó có những cái rất bình thường, nhưng thường mình không để ý đến, mà hãy nhìn nhận những cái bình thường để nó sẽ trở thành những cái phi thường. Và cái câu này thì suy nghĩ rằng khi nói ra thì ai cũng biết là cái phút ban đầu lưu luyến ấy ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, phải không? Thành ra hôm bữa trước sư có nói là hình ảnh của thầy Pháp Hòa đến đây là lần đầu tiên, và những bài pháp thoại cũng là lần đầu tiên, và trong hội chúng của mình cũng có rất nhiều người đến đây lần đầu tiên. Thành ra cái gì cũng đầu tiên hết, nhưng mà nó sẽ đong đầy mãi trong ta nhiều cái cảm xúc mà sẽ không bao giờ quên. Riêng cá nhân sư thì từ trước tới giờ thì sư thì cái người hơi kén chọn. Thành ra trong tất cả các vị thầy hay tất cả các quý sư đến các đạo tràng mà sư mời đến giảng, phải nói rằng thầy Pháp Hòa đã cho sư rất nhiều cảm xúc trong ba thời thuyết pháp vừa qua. Và như đại chúng cũng biết, cõi hồng trần là quán trọ, ta là khách lữ hành, chỉ dừng chân tạm nghỉ rồi ra đi. Đời người tăng sĩ cũng vậy, đến rồi đi, nhưng khi đến để lại cho cái nơi mình đến
nhiều hoa thơm cỏ lạ, để rồi người ở lại được thưởng ngoạn những cái đẹp, những cái hay mà người ra đi để lại. Chia sẻ những cảm xúc mà thầy đã truyền đạt cho đại chúng ngày hôm nay, sư đã chợt nhớ đến vị ân sư là Hòa Thượng Pháp Chủ, đã vừa phong thần thị tịch chủ nhật này là tròn 49 ngày. Những lời chia sẻ của thầy nó rất là gần gũi, và những lời chia sẻ ấy nó lại ẩn hiện những lời dạy của Hòa Thượng Pháp Chủ mà sư rất nhiều lần được nghe và được học. Chính vì vậy, một vị giảng sư không phải lên để cho người ta biết là mình là một người có kiến thức cao rộng, mà một vị giảng sư truyền đạt lời dạy của Phật, cái điều quan trọng tối yếu là làm sao cho hội chúng thẩm thấu được lời Phật dạy và lấy đó để tu tập bản thân. Mà thầy Pháp Hòa đã để lại cho hội chúng rất là nhiều cảm xúc. Giờ thì sư mới hiểu, từ trước tới giờ thì ai cũng hiểu mà tại sao mình không hiểu. Thành ra là ta nói là dân kỳ thinh bất kiến kỳ hình, thì hôm nay mình mới hiểu tại sao hội chúng mến thầy Pháp Hòa, rất gần gũi và rất thực tiễn, không có gì cao siêu hết. Và những lời chia sẻ ấy được các bậc tôn túc có những ưu tư khắc khoải, làm sao cho những người con Phật hiểu được lời dạy của Phật, để từ đó gần gũi với Phật Pháp mà nỗ lực tu hành. Tu học Phật không phải để mai mốt thiêu rồi có xá lợi, mà tu học Phật là làm sao cuộc sống hiện tại của mình tìm được sự hỷ lạc nhất định nào đó. Nên thầy đã để lại riêng cho sư Minh Ẩn nói riêng, hay chư tăng và Phật tử ở thiền viện này rất nhiều cảm xúc. Và phải nói rằng thành thật tri ân thầy rất là nhiều trong cái tình huynh đệ đồng tốt. Và mong rằng trên bước đường hoàng hóa, cho những ngày tháng sắp tới hay cho quãng đời còn lại của thầy, sẽ gặp mọi điều thuận duyên, và những cái hình ảnh, những cái ý niệm ấy nó vẫn giữ mãi trong lòng thầy, dù sau này có là bậc đại sư trưởng lão đi nữa, thì cái hình ảnh khiêm cung, những lời chia sẻ từ tốn và gần gũi với mọi người, nó sẽ được giữ mãi trong ý thức của thầy, để sau này chúng ta sẽ rất có nhiều duyên để hội ngộ. Và kính chúc thầy luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành tựu mọi thắng duyên trên bước đường hoàn truyền Phật Pháp. Và trước khi chia tay tiễn thầy trở về, rồi tiếp tục ngày mai cuộc hành trình không mệt mỏi, sư cũng qua cái buổi chia tay này và mong rằng sẽ có ngày gặp lại. Và cái nỗi buồn chia tay là niềm vui của ngày hội ngộ, và mong thầy sẽ cố gắng và sẽ trở lại vườn hoa của hôm nay để coi hoa đã nở được bao nhiêu đóa hoa đẹp, để rồi thầy biết rằng khi thầy đến, thầy gieo những hạt giống bồ đề ấy, hôm nay nó được trổ được những đóa hoa gì, giống như Hòa Thượng Thanh Từ thường hay dạy. Trước khi chia tay thầy thì sư cũng xin chia sẻ trong cái nỗi niềm với những cái ý niệm mà thầy đã chia sẻ với đại chúng, cũng như những cái cảm xúc của các nhân mình cho đại chúng. Ngày đưa tiễn Đức Pháp Chủ, một bậc ân sư,
và máy đạo tràng Thiền viện Minh Đăng Quang này, Hòa Thượng cũng đã từng đến để thọ ký và chọn nơi đây mở cái đạo tràng Thiền viện Minh Đăng Quang, cái tên thân thương là Hòa Thượng Pháp Chủ đã đặt. Và trước khi tiễn biệt Thầy trở về trong cái công việc Phật sự, thì sư cũng xin chia sẻ với đại chúng cái bài cảm tưởng ân sư mà sư đã viết để gửi đến Hòa Thượng Pháp Chủ cái đêm, một đêm buồn ở tại viện truyền thống California, viện truyền thống tổ đình Minh Đăng Quang. Bao đêm buồn vô tịch, khói hương trầm hòa nguyện giữa đêm khuya. Ngôi chùa xưa nay đã vắng bóng Thầy, vắng giọng nói yêu thương, vắng nụ cười hoan hỷ. Hòa Thượng ân sư ơi, con nào đâu dám nghĩ, dạch vần thi tiễn biệt, cảm tưởng tiễn biệt Thầy. Trong cuộc sống có những nỗi nhớ, nhớ hoài bất tận. Có những niềm thương, hòa điệu niềm thương. Có những bông hoa bất tử đời thường. Có những câu nói trở thành bất hủ. Lời Thầy dạy, bài kệ mà con vẫn thường hay đọc, để tự thân luôn nỗ lực chuyên cần, tu đáp đền ân tính chủ đàn na, ân Thầy tổ nuôi giới thân huệ mạng. Này đồ đệ lắng nghe Thầy chỉ dạy, việc tu hành cố gắng hỡi này con. Con muốn tu cho đạo quả vuông tròn, hãy vâng giữ y lời Thầy chỉ dạy. Con muốn tu thì chi chi nhịn hết, nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ơi. Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi, mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác. Con nhịn được dù thân con có thác, thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng. Cõi Tây Phương con chắc chắn bước sang, bằng con đọa Thầy nguyện ra chịu thế. Ráng tu con kẻo trễ muộn Thầy trông, đêm tới sáng Thầy ngồi chờ con mãi. Giờ Thầy nằm đó con quỳ đây tiễn biệt, khóc thương Thầy nỗi nhớ mãi xót xa. Thời gian ơi đừng trôi xin dừng lại, con chắp tay quỳ đảnh lễ cúi đầu, dâng lên Thầy trọn vẹn trái tim yêu. Lời Thầy dạy bền lòng con ghi tạc. Viện truyền thống tổ đình Minh Đăng Quang, California, ngày 11 tháng 8 năm 2015. Và một bài hát mà sư đã hát để tiễn biệt Hòa Thượng ân sư. Mây mây giăng sầu đường khuya hoang vắng, Thầy về chốn xưa con lên chùa lòng thấy hoang vu, Thầy đã đi rồi. Chùa giờ đây không ai trông coi, xe phôi pha nhiều vắng xa Thầy lòng con hẫng hiu. Và ngầm ngùi nhớ vào ngày xưa, Thầy nhìn con dày vô ân cần, lời vàng son từng nghĩa câu kinh. Thầy dạy con từ bỏ sân si, Thầy dìu con rời chốn mê lầm. Nhưng vô thường đổi thay thế gian, trôi lầm hoài trầm luân khổ đau. Vắng xa Thầy đời con chơi vơi, con tìm đâu ánh sao trong đêm dài soi.
xa thầy, lòng con luôn nhớ người thầy kính yêu. Công ơn thầy nguyện khắc trong tim để nhớ muôn đời. Hôm nay xa thầy, lòng con luôn nhớ người thầy kính yêu. Công ơn thầy nguyện khắc trong tim để nhớ muôn đời. Và mong rằng đại chúng hãy luôn khắc cốt ghi tâm những ý pháp mà thầy Pháp Hòa đã gửi lại cho đại chúng trong suốt ba thời qua, để lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật của mình. Và mỗi lời pháp ấy nó sẽ làm cho mình được an vui tự tại trong cuộc sống, hiểu Phật pháp càng nhiều, tinh tấn nỗ lực càng nhiều, thì cái tính tự cao ngã mạn của mình lại càng được đặt xuống, rút bỏ hết tất cả, để chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống này không có cái gì quý hơn bằng tình thương mà Đức Phật đã chỉ dạy. Chỉ có tình thương mới xóa bỏ được hận thù. Rồi ngày mai này, trên cái cuộc sống và trên cái hành trình này, tất cả chúng ta đều sẽ bỏ cái thân tứ đại này, vì chỉ có cái tâm linh mà cái giáo pháp của Phật đã để lại được truyền thừa qua chư tôn đức tăng ni. Và mong rằng chúng ta học Phật phải có tư duy để biết nhận định và biết chọn cho mình và định hướng cho mình cái con đường nào nên đi để đến. Trong cuộc sống này nó có rất nhiều đường để cho chúng ta đi, nhưng duy chỉ có một đường để ta đến mà thôi. Và hy vọng rằng trong đại chúng của chúng ta không phải là một cái gã cùng tử đứng ở ngã ba đường để rồi không biết đường đi lối về. Dẫu biết rằng trong cuộc đời này mình đi rất nhiều. Trước khi dứt lời, xin thầy quan hỷ cho đại diện cho quý Phật tử đối trước thầy với tấm lòng kính tin Tam Bảo, tin Đức Phật là một bậc giác ngộ, tin bố thí cúng dường là thừa thụ phước điền cho đại bằng cùng, tin tăng chúng là đoàn thể sống hòa hợp trong mảnh vườn nhân thế, lấy đó làm phương tiện trên bước đường hoàn truyền Phật pháp của thầy. Mong thầy hoan hỷ cho toàn thể hội chúng trong suốt ba thời pháp vừa qua, tùy nghĩa công đức đúng như chánh pháp, pháp tâm cúng dường, xin thầy chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử quỳ lên chắp tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay duyên lành hội đủ, toàn thể tỷ nam tín nữ Phật tử hiện diện chúng con nơi đây xin có đôi lời tác bạch cảm tạ. Kính bạch thầy, chúng con vẫn biết rằng trong cuộc sống tất cả mọi con người ai cũng cần hai thứ, đó là vật chất và tinh thần. Cuộc sống chúng con đã quá đầy đủ về vật chất, nhưng tinh thần chúng con luôn luôn thiếu kém cầu học. Thầy là một trong những bậc thầy đã đem đến món ăn tinh thần cho chúng con trong ba thời pháp vừa qua. Chúng con không biết nói chi để đền đáp ân nghĩa của thầy, bởi vì mỗi lời dạy của thầy, mỗi câu kinh của thầy đã đem đến cho chúng con ít nhiều những điều giác ngộ về cuộc sống. Chúng con nguyện đem lấy đó để làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật của chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ
đại diện cho hàng thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện cũng như ngày hôm thứ ba vừa qua. Trên đây đầu cảm niệm ân đức của Thầy, ân giáo dưỡng một đời nuôi huệ mạng. Thầy là người dẫn đường chỉ lối cho chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con nguyện y giáo phụng hành. Kính chúc Thầy luôn luôn được sức khỏe an khang, được thân tâm an lạc, phước trí nhị nghiêm, và mãi mãi luôn là những tàn cây bóng mát để dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con xin đê đầu tịnh kính cúng dường những tịnh vật tịnh tài với tấm lòng thiết tha của hàng Phật tử chúng con, mong Thầy hoan hỷ chứng minh cho. Và chúng con xin đại diện hàng Phật tử nơi đây đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuối cùng, chúng con xin thành kính tri ân quý chư tôn thiền đức tăng đã cho chúng con được có đôi dòng cảm tạ trong ngày hôm nay. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng cùng quý nam nữ Phật tử niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng con đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thượng Tọa Viện Chủ cùng chư tăng, kính thưa quý ba, quý cô chú, quý anh chị và toàn thể đại chúng. Trước hết, con xin được một lần nữa kính tri ân Thượng Tọa cùng chư tăng ở Thiền Viện Minh Năng Quang đã từ bi tổ chức tạo duyên lành cho chúng con được đến đây thăm chùa, thăm quý Phật tử và sinh hoạt của quý vị tại Thiền Viện Minh Năng Quang này trong 3 buổi sinh hoạt Phật Pháp. Và ngoài ra cũng nhờ duyên thầy mà ngày hôm qua chúng con cũng được đến thăm ba ngôi chùa ở đây và cũng chia sẻ Phật Pháp với quý vị. Như vậy chỉ trong có coi như thứ 2, thứ 3, thứ 4 mà chúng ta có tổng cộng là 6-7 thời, thì con nghĩ rằng tất cả những cái tâm tình mà quý Phật tử dành cho con trong suốt mấy ngày qua có lẽ là một cái dấu ấn cũng khó quên trên bước đường học đạo của mình. Con xin thành kính biết ơn sư cũng như toàn thể đại chúng và kính chúc quý vị cùng gia đình an vui sức khỏe. Con cũng không quên kính nguyện tam bảo gia hộ cho quý sư thân tâm an lạc, thật sự viên thành đạo tràng Minh Năng Quang, thật sự được nguyên bản phát triển tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật.